Xin mời các bạn đến với giải bóng bóng lần này của nhà hát của những giấc mơ Manchester United. Đây là ngày 26 tháng 7 2020 tại sân bóng Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trận chung kết giữa team Sang Việt Thư, Chi Thông, QFC, Bảo Cao, Tôn Đi Trường Hai. Gặp gỡ bên kia, nhà tài trợ Nhân Cụ Chi, team gọi Trung Trực, Trần Phi Kiếp và hai đứa em trẻ tới từ Khánh Hòa. Trời ơi bay. Bóng đồng tâm, điểm số cho đội Hoàng Minh 1-2. Ba đội chức xin thông báo, sau trận chung kết, ba đội chức có trao giải cho bà đội viên xuất sắc. Nếu mà có giải tào lao chạm biết đâu là cho tôi nhận nha. Thật tuyệt vời cho chị hai bên xe đến Kinh Hòa của Trung Trực, quá thông minh. Ông chặt tay trắng ra ngoài, điểm cho đội Hoàng Minh 2-3. Tỷ số bây giờ 2-3, đây là set đấu thứ hai các bạn. Xin nhắc cho các bạn nha, sân này giải nhất 20 triệu, giải nhì 10 triệu, giải ba 5 triệu, giải cầu thủ xuất sắc 1 triệu, còn giải bình luận viên tào lao chẳng biết đâu không có triệu nào hết á. Hiện tại bây giờ sân bóng có khoảng gần 20-30 youtuber luôn nha các bạn. Tối đêm nay các bạn fan hâm mộ coi đã thôi nha. Mạnh này nó ấp từ lưa hộp dưa. Bóng chạm tay trắng ra ngoài, điểm 4 đều. Hai cái đầu gối đụng với nhau, thằng nào xương cứng hơn, thằng đó không bị đau. Trần Quý Kiếp đến từ Cà Mau, quê Cà Mau, hiện tại sân sống ở Khánh Hòa. Cái giò nó trắng hơn giò của Quý MC nên nó bị đau. Thật sự thằng em tay trái đến từ sân đất Kinh Hòa, biên số 2 quá khó chịu. Nó quanh tốt thiệt luôn, nó quanh khó chịu. Thật sự quá ghê gớm cho cái tay trái của thằng đứa em đến từ sân đất Kinh Hòa.
nè, bên đây còn ba cây nè, bên đây còn đồng ba cây, bên đây còn đồng ba cây, rồi có hai cây. Còn phải đồng đã bắn tốc đổi sang biệt thự điểm sáu đều. Nè bên đây còn cây nữa anh ơi, bên đây còn cây nữa. Cho một chào vỗ tay. Trước sau hai nha. Lại bắt giùm cho ta đó. Ờ hai cây. Thì phải biết phải bắt đại rồi bây giờ nè. Thật sự các bạn không biết chi xe nào, nhưng riêng Đại Lâm quá ấn tượng cho cái tài chơi của xe đánh Tiến Hòa. Chỉ có lưới mới chăng được coi thằng em đó thôi. Tài chơi cũng tốt thật rồi. Chân không tôi, chỉ có đội nhanh của gì? Đâu sao? Cho một chàng thổ tay, trời ơi! Có đổi bên không? Ủa này chết ra mày? Để ta à? Xin lỗi tôi toàn lao dưới trời. Đánh chặn cho tấn ra ngoài đi, cái đội là mới hãy tấn. Quên đánh chặn chung kết 300 người. Mình đâu phải canh, có tay ra ngoài nữa vậy. Từ từ quý, để anh dẹp quý. Mà đừng có manh động quý. Thật sự quá tuyệt vời. Cho đứa em đến từ xe đánh Cái Hòa, biên số 2 tay trái cực kỳ ấn tượng. Nó mới 89 nữa. Bằng túi MC á. Thằng biên số 2 bên trái nữa nhờ. Các bóng tốt của sao này không? Cái đội Hoàng Minh 89 sang Miệt Thư, đến từ Kiên Giang, quê hương thứ bảy Miệt Thư. Ngày xưa từ bên đây qua bờ bên kia 45 phút đồng hồ đi bằng phà, giờ đây có cái cầu rồi. Các bóng chậm lưới để cho đội nhanh của chơi. Đó mà nhà nó được cái đội cái phà đó không 45 phút. Giờ cậu sẽ khen 3 phút xong. Trời nó bay. Một pha xử lý khéo léo cửa sau Miệt Thư. Để cơ đội Hoàng Minh chết mời. Tô đi, chuyền bóng biên bay số 2 qua gầy gâm. Giống như mấy Campuchia quá. Xem bay ra khỏi cái cột rồi. Chi thông vừa tự sát tại Nam Lạc. Cái đội nhân của 12 chín. 12 chín. Các bạn không biết thông tin thế nào chính xác từ sáng đến giờ. Trung trực rất nhiều set banh, trung trực hơn vàng 3-4 set banh. Quá tuyệt vời cho trung trực. Hey!
đề nghị các vận động viên tranh thủ ý kiến trọng tài quyết định trọng tài. Bóng tập ra ngoài. Điểm cho đội Hoàng Anh 11-12. Các bạn hãy tôn trọng trọng tài khi làm việc, còn ra ngoài sân trọng tài tính gì tính sao đi. Lỗ nhìn lỗ. Trời ơi chết tôi. Thật sự ba bóng gì rồi, quá tuyệt vời. Chơi banh vừa rồi, QFC đưa anh em ra xa bờ. Các bạn ngồi đâu, ngồi đó đây, chơi cô cầu. Chậm cái trắng ra ngoài, điểm cho đội gần lên 12 được. Đội nhanh của chơi xin hủy. Thì sao hiện tại bây giờ là 12-14 bàn cho trận chung kết đi các bạn. Khán giả hiện tại bây giờ đang ồ ồ về quá. Từ từ đang lại đây. Phút 90 còn cộng giờ mà. Nếu theo như Đại Lâm nhận định từ sáng giờ Đại Lâm đứng quay các đội, nếu tạm chung trực vô địch thì quả là xứng đáng và tuyệt vời. Vì chung trực libero quá tuyệt vời. Và phát bóng cũng tuyệt vời. Và biên số 2 tay trái thật sự quá ấn tượng, không ai chắn nổi hết. Mười hai mười bốn. Xin chúc mừng các bạn cổ động viên nâng lại để ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia phi ghép vô địch giải này. Các bạn quá tuyệt vời và tài em đạt nhưng Thủy Chi tay trái đến từ xa đến cái quà thật sự quá ghê, quá ấn tượng. Đội hạng ba đây là Hoàng Mai và đội hạng tư phi ghép cùng tay và trực libero. Giải vô địch lần này rất tuyệt vời và quá xứng đáng các bạn ạ. Đây là trận chung kết vừa kết thúc nha các bạn. Quá tuyệt vời. Vậy Tư đâu Tư? Em cầm quay tranh cái đứng lên gọi nghe anh. Xin chào các bạn. Đây là trận đấu cuối cùng của giải ngày hôm nay 26/7/2020. Thật tuyệt vời. Chung trực đại diện cho nhân Củ Chi đến từ sân đến cái quà cùng ghi phi kiếp và đạt đến từ sân đến cái quà. Quá tuyệt vời cho cái giải đấu này, thật sự ấn tượng. Đây là sân đường số 16 với Gò Sòi. Quá tuyệt vời. Xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Nhớ xe và le và xe. Cái đây là vui rồi cho. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok men. Xin các cổ động viên xin ra để ban tổ chức trao giải. Quá hay luôn. Chào gọi em tút của đại ca quá hay luôn. Quá hay. Đại qua ngoài trẻ hơn, các bạn trẻ hơn trong hình. Trẻ hơn trong hình. Trẻ hơn. Trẻ hơn ở trong hình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Vừa chụp vô tí là mày coi mấy bay lên chính lên hình tối nay vô tấp luôn nha. Ok. 2, 3. Cảm ơn các cháu thật nhiều nha. Tuyệt vời quá. Nếu có trao giải cầu thủ xuất sắc thì rất nhiều người
và cầu thủ này kia. Còn nếu mà giao cầu thủ Bình Di tạo làm chiếc chân này thì hai cha cho Đại Lâm đi. Ok mấy anh. Đại Lâm cho em hỏi, theo anh giờ thi đấu giải này còn như sắp mình xứng đáng là vận động viên nào? Đại diện ban tổ chức đâu rồi? Đây là UFC được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải này bằng. Thật là một điều quá tuyệt vời. Phải nói là UFC một mình gồng gánh con thuyền cho tới nơi cuối cùng, nhưng thật sự rất đáng tiếc không thể về được. Các bạn chúc mừng, tuyệt vời, chúc mừng quý MC, thật tuyệt vời cho em. Còn đây là các fan hâm mộ quá ghê gớm, không biết ai đây. Còn đây là chú nhà báo rất già dặn dễ thương. Đúng rồi, ban tổ chức xin mời đội đạt giải tư thi đấu ấn tượng là đội Bãi Biển Khánh Hòa. Xin mời đại diện đội Bãi Biển Khánh Hòa ra ban tổ chức trao giải. Đây là đội ấn tượng nhất trẻ Senet Khánh Hòa. Còn đứng kế bên là ông chủ sân Huy, một trong những cầu thủ đầu giò thấy gớm. Xin mời đại đặt giải ba. Xin mời đội bóng đội ba đội Quang Mai. Lên nhận giải để ban tổ chức phát. Đại diện đội Hoàng Mai. Sáu người đội Hoàng Mai để ban tổ chức trao huy chương luôn. Trao huy chương luôn anh Sang ơi. Trao huy chương luôn á Sang. Kìa mấy đứa em vô nhận huy chương đi. Đây là ông bầu Sang đến từ sân Hoàng Mai, Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai. Giải nhất kỳ ba của đội Hoàng Mai lên nhận giải, ví dụ 16 người. Ừ cũng được. Chung luôn con không sao đâu. Đại diện ban tổ chức. Đây là tem đoạt giải ba cùng chung với ông bầu Sang. Làm chẳng bàn Đăng Mơm, Tô MC, Quốc Dư. Đây là giải ba nha các bạn. Bí thư phường là bí thư dây ở đây là Bình Đánh quận nói gì nói đàng hoàng, nó biết được cái giới thiệu cái và đây là anh phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa lên trao giải thưởng cùng với giải ba được 5 triệu đồng. Ban tổ chức xin mời đội Hoàng Minh lên nhận giải nhì. Xin mời lãnh đạo Hoàng Minh, mời 6 vận động viên lên nhận giải. 6 vận động viên luôn lên trao huy chương nữa. Đây là giải gì? Sang biệt thư Chi Thông Tôn đi UFC vừa đánh cầu thủ xuất sắc và bảo cao Long Vật. Đây là cái tem thật sự quá ok, nhưng đọc giải gì nha các bạn. Lát nữa xin mời đại diện ba đội trưởng của ba đội nhất nhì ba và lên ban tổ chức chụp hình luôn nha. Đây là anh Nghĩa, phó chủ tịch phường Bình Hưng Hòa đang trao giải. Hôm nay là ngày 26 tháng 7
2020. Giải gì 10 triệu đồng. Chưa còn nhanh nhất nữa. Xin mời đội là cái nhất là đội nhanh của chi. Đây là tới phần đoạt giải nhất cho các bạn. Đội nhân cụ chi tem đến từ CDS Khánh Hòa, trực libero Trần Phi Kiếp đạt tại chơi. Thật sự quá ấn tượng. Đây là ông bầu nhân cụ chi quá tuyệt vời. Chúc và huy chương cho các đội, cho các đội đội du lịch. Xin trân trọng chúc mừng Trần Phi Kiếp trung trực ông bầu nhân và ba đứa em trẻ đến từ sân đất Khánh Hòa. Đây đâu gần đâu ông chỉnh họ cho. Xin chúc mừng tem nhân cụ chi đến từ cụ chi. Xin cho một tràng vỗ tay cho đội nhân cụ chi. Giải nhất 20 triệu. Thật tuyệt vời. Chúc cho các bạn sức khỏe nha. Còn đây là giờ phút thiêng liêng nhất của tem cụ chi. Mời ba đội trưởng của ba đội nhất kỳ ba lên ban tổ chức chụp hình. Ok bên. Mời đội trưởng của đội Hoàng Minh và đội trưởng của đội Hoàng Mai để lên ban tổ chức chụp hình lưu niệm. Mời đội Hoàng Mai lên chụp hình làm lưu niệm. Đây là cầu thủ cho Lâm là chạy lại một ba đâu quá ghê cơ. Cờ đâu rồi?